Và hôm nay chuông trống xa gần vui mừng, ngày chư tăng mang thất an cư khắp cùng. Hoa muôn đoá trên tay cầm nét hân hoan, rạng rỡ yêu thương xanh màu ý vàng. Và ngàn nơi với những ưu phiền oan sự, nhịp nhàng theo chuông thánh tan trong tiếng cầu. Hương đang tiếp nhau dừng về đứng Thế Tôn hồi tương, công hạnh của đấng Pháp kia. Đức Mục Kiền liền chi tâm yêu thân mẹ nơi hóa cung, đã nương lực chư thánh tâm. Hôm nay vì thần nguyện chốn đoa đầy, quỳ xin thánh lễ các ngài, cầu thoát khỏi luân hồi. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, tới tháng 7 là bỗng dưng ở trong lòng của chúng ta cảm thấy nó nao nao. Mình nhớ nghĩ về cha mẹ của mình, nhất là ông bà cha mẹ đã quá giảng. Cha mẹ còn tại thế thì chúng ta chăm sóc, chúng ta đáp đền cái ân nghĩa đó bằng cơm ăn áo mặc hay bằng sự quan tâm tận tình. Thì vấn đề đó thì quý Phật tử đã được nghe các thầy nói nhiều quá rồi. Thì ở đây thầy xin phép không có nói lại, mà thầy muốn nói đến những người thân quá cố của chúng ta. Ngày thường chúng ta cũng có nhớ, nhưng mà tới đám giỗ mình mới nhớ, phải không? Hoặc giả là có một lời nói của ai đó nó trùng hợp giống với lại tiếng nói của người thân quá cố của mình thì mình mới nhớ. Thì tới tháng 7 là trong lòng của mình cảm thấy mình muốn nhớ nghĩ và làm cái một điều gì đó để đền đáp công ơn của những người đã khuất, đặc biệt là những người đã khuất thôi. Vì chúng ta quan niệm rằng tới tháng 7 là những người ở cõi âm sẽ được dịp hưởng sự cúng bái rồi tấm lòng của những người còn ở trên dương thế. Cho nên Ca Dao mới có câu: dù ai mua giải bán trăm, tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân. Phải không? Đến ngày rằm tháng 7 mới xá tội vong nhân, tức là tha thứ cho tội lỗi của những người đã khuất, những người đã chết. Nhưng mà tại sao phải đến rằm tháng 7 mà không phải là rằm tháng khác? Mà tại sao không phải là một ngày nào đó phải đợi đến ngày rằm? Vâng, để tất cả chúng ta gửi cả tấm lòng hướng về những người đã khuất, an ủi cho những vong linh chưa siêu thoát hay đang đọa lạc ở cảnh giới tối tăm nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hôm nay thầy xin phép được trình bày với tất cả quý Phật tử chùa Trúc Lâm qua chủ đề xá tội vong nhân. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, xá tội tức là tha tội, vong nhân là những người đã chết. Chữ vong đó có nghĩa là chết, vong nhân là người đã chết rồi, người không có còn tồn tại trên cõi thế này. Kính thưa cùng quý vị, thì chúng ta cứ nghĩ tháng 7 là cái tháng mà người âm họ sẽ đi tìm thức ăn, rồi người sống đó là phải
chăm sóc cho người đã chết vào tháng 7. Cho nên tháng 7 gọi là tháng cô hồn, phải không? Hình như làm cái gì tới tháng 7 cái người ta né, người ta cử, cất nhà cũng không dám cất, cưới vợ cũng không dám cưới, thậm chí đi chùa có người cũng không dám đi, thôi qua tháng 7 mới đi. Nó trời ơi, tháng 7 là người ta đi chùa nhiều, mà nó thôi tháng cô hồn không dám đi, ngoài đường giờ cô hồn nhiều lắm. Hoàn toàn cái tinh thần tháng 7 là tháng cô hồn hay là tháng 7 là cái tháng xá tội vong nhân không có dính tới Phật giáo. Tháng đó không phải là dính gì tới Phật giáo hết. Tại vì sao? Xin phép được thưa với đại chúng, theo kinh điển của Phật giáo thì chỉ có kinh Vu Lăng Bồn là nói rõ nhất cách thức cứu vớt người thân của mình sau khi chết bị đọa lạc ở địa ngục qua hình ảnh của tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ của mình, đó là bà Thanh Đề. Đại chúng có tụng kinh Vu Lan rồi đó ha, thì mình biết rồi. Thì ngay thời Đức Phật còn tại thế, tôn giả Mục Kiền Liên là vị đệ tử lớn của Đức Phật, sau khi tu được chứng quả A-la-hán, đạt được 6 phép thần thông, thì ngài mới dùng huệ nhãn của mình để tìm mẹ. Thì thấy mẹ đang đọa lạc ở cảnh giới địa ngục, đói khát, khổ sở trăm chiều, không có cái gì để ăn hết. Tôn giả thấy như thế mới đi khất thực, bưng nguyên bình bát xuống đưa cho mẹ mình ăn. Tại vì trong luật Đức Phật cho các thầy tỳ kheo mà là con một hoặc giả là anh em chết hết thì được khất thực để nuôi cha mẹ của mình, chăm sóc cha mẹ của mình. Tôn giả mới đem cơm tới thì bà mẹ đói khát lâu ngày, cho nên thấy bát cơm mừng quá, chụp lấy bát cơm và né đi không cho ai nhìn thấy, bóc cơm ăn. Thì cơm không ăn được vì nó biến thành lửa. Tay tả che đậy hữu hầu bóc ăn, lòng bọn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng già, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Mấy câu kinh đó là diễn tả lại cảnh bà Thanh Đề, bà che cái bát cơm lại do cái tâm tham lam, bà che lại không cho ai thấy, bà sợ những người khác cũng đói khát rồi dành ăn với bà. Thì một tay còn lại bóc cơm ăn, chính vì cái tâm tham lam bọn sẻn này mà cơm biến thành lửa. Tôn giả Mục Kiền Liên đau khổ vô cùng, cơm đem tới miệng rồi mà ăn không được. Mới về bạch với lại Đức Thế Tôn, bây giờ làm cách nào để cứu mẹ của con trong cái cảnh tối tâm đối khác đó. Đức Phật mới dạy Tôn giả Mục Kiền Liên là đến ngày tự tứ của chư Tăng. Đại chúng nhớ ngày tự tứ của chư Tăng, thì Tôn giả Mục Kiền Liên phải đi thỉnh mười phương chư Tăng về, nhờ thần lực tu tập của mười phương chư Tăng đó cộng với lại lòng thành kính tha thiết của mình, cả hai tâm này mới hiệp thành một công đức lớn hồi hướng cho mẹ, thì mẹ của ngài mới thoát khỏi cảnh khổ đau. Vì ngày ấy thánh tăng đều đủ, dầu ở đâu cũng tụ hội về, như người thiền định sơn khê, tránh điều phiền não châm về thiền na. Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả, công tu hành thọ vô sanh, hoặc người tọa hạ kinh hành, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng. Tức là nêu ra những người tu tập sau 3 tháng an cư đến ngày tự tứ. Đây là một ngày rất quan trọng đối với đời tăng lữ. Bất kỳ một thầy tỳ kheo nào hay một tỳ kheo ni nào đến mùa an cư không tự tứ thì người đó không phải là sa môn thích tử. Chỉ trừ những trường hợp đặc biệt là duyên bệnh nặng ở những nơi rừng sâu, không có gần chư tăng, không đi nổi, cho nên không thể tập trung về một nơi thì có thể tâm niệm an cư. Còn lại tất cả phải ngồi yên một chỗ mà tu tập. Sau 3 tháng không ra bên ngoài tiếp xúc với trần cảnh
tâm đã an tịnh, trao dồi giới đức công đức rất là lớn, nhưng chưa lớn bằng ngài Mãn Hạ. Chư tăng tập trung lại một chỗ rồi bắt đầu chỉ lỗi cho nhau. Nhưng mà ở đây không phải là mình chỉ lỗi cho người kia đâu nha. Cái người đó ra quỳ để thưa như thế này, tức là tới ngày tự tứ đó, mấy thầy sẽ tập trung lại và cử những hòa thượng hay là những thượng tọa lớn ngồi chứng minh, và những thầy đó tới bạch đại đức một lòng thương xót: hôm nay chúng tăng tự tứ, con là tỳ kheo gì đó cũng xin tự tứ. Nếu đại đức thấy con có lỗi, nghe con có lỗi, hoặc giả là nghi con có lỗi, xét thấy có lỗi, con sẽ đúng như pháp mà sám hối. Đây là một hành động rất quan trọng trong ngày tự tứ. Mình tình nguyện đi tới để xin người ta chỉ lỗi cho mình. Quý vị làm được không? Hiếm. Ai mà nói ngay cái lỗi của mình là sao? 1001 lý do mình chối biến đi. Cãi thì nào cho trắng án thôi, phải không? Còn bắt tặng tay dai tặng cánh rồi, cãi không được, cái bắt đầu mình kiếm cái lỗi của nó mình nói ra, để kẻ tám lạng người nửa cân cái... Phải không? Phải không mấy cô? Hai vợ chồng gây lộn nhau là thường là vậy đó. Bà vợ thì nói ông chồng, ông chồng bình thường cũng nhịn được, tới lúc ông không nhịn được thì bắt đầu ông nói lại bà tốt lành gì. Thấy không? Đó, cứ nói qua nói lại, cuối cùng là ở ngoài đường ta biết hết, hai vợ chồng không ai hiền lành. Đây là tâm lý chung. Cho nên tự mình phát cái tâm ra để mà cầu người khác chỉ lỗi, đây là một cái tâm dõng mãnh vô cùng, không có dễ gì mà chúng ta làm được. Chính nhờ cái tâm dõng mãnh này để trừ sạch lỗi lầm, cho nên ngày đó mới chính thức là ngày chư tăng thanh tịnh. Vì Đức Phật dạy rồi, có hai hạng người tối thượng trong cuộc đời: một là bậc thánh không có lỗi, hai là phàm phu có lỗi mà biết ăn năn sám hối, biết sửa lỗi lầm của mình. Cho nên ngài tự tứ nó quan trọng ở chỗ là chư tăng rất mạnh dạn để nhìn nhận lỗi lầm của mình và phát nguyện sửa đổi lỗi lầm của mình, không có cãi, không có cự. Còn mình nhiều khi nói mình cũng không cãi không cự, nhưng mà mình để trong bụng, phải không? Mình để trong bụng rồi mình ấm ức, rồi 10 năm sau mình còn nhắc lại, 20 năm sau mình còn kể chuyện đời xưa, 30-40 năm ta thấy có người còn kể nữa, có cháu nội cháu ngoại rồi còn kể, họ đó đó, ổng đối xử với tao như vậy đó, tao sống tao để bụng, tao chết tao đem theo, tao nói cho tụi bay biết. Mấy chục năm mà toàn là niệm cái tâm niệm mà hận thù, hoặc giả là giận hờn rồi ấm ức đó, thì làm sao giải thoát được, phải không? Cho nên ngài tự tứ của chư tăng rất là quan trọng. Chính vì lẽ đó mà Đức Thế Tôn mới dạy Tôn giả Mục Kiền Liên: dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Thần lực của Tôn giả Mục Kiền Liên có thể cứu được mẹ đó, đem mẹ ra khỏi cảnh giới tối tâm đau khổ, đem ra được. Nhưng lấy cái gì để bảo đảm bà không quay trở lại cái cảnh giới tối tâm đó? Không có gì bảo đảm hết. Coi như bắt cóc bỏ dĩa bỏ bà ra, rồi bà có thể quay trở lại. Quay trở lại là do tâm niệm ác của bà. Cho nên Đức Thế Tôn mới dạy làm sao để mời được chư tăng thanh tịnh trong ngày tự tứ. Cái quay lực và cái công đức thanh tịnh của chư tăng trong ngày tự tứ nó lớn, rồi kết hợp lại cùng với tâm thành của mình, thì nhờ cái tâm thành của người con đó thì mẹ mới thấy thương, mới thấy thương con. Thương con vì cực khổ tu hành, có bao nhiêu công đức lại phải lo lắng gì cho mình. Cho nên chính vì cái tâm thương con đó, bà mới chuyển từ ác tâm sang thiện tâm. Đây là mấu chốt quan trọng để cho bà thanh đề được thoát khỏi cảnh giới tối tâm. Thí dụ như bây giờ mình có người nhà đi, người nhà nó xa đà, nó lâm vào cái cảnh ma túy đi, hay là bài bạc, rồi bị pháp luật xử lý. Chúng ta có thể quen biết
mình nhờ người để lo cho hình phạt của nó nhẹ hơn. Nhưng quý vị có bảo đảm là sau khi lo xong thì mấy đứa con em của mình nó hoàn lương không? Không có gì bảo đảm hết, phải không? Quan trọng là nó thay đổi cái nhìn, thay đổi suy nghĩ của nó. Quan trọng là thay đổi cái suy nghĩ. Thì bà Thanh Đề do cái tâm niệm sân hận si mê ác độc của bà mà bà bị đọa lạc vào những cảnh giới tối tăm. Thì bây giờ chỉ có một cách duy nhất là bà thay đổi cái tâm niệm đó thì bà mới giải thoát được. Sau khi chết, thưa đại chúng, thần thức của chúng ta chỉ sống ở trong 49 ngày dưới dạng thân trung ấm, rồi thác sanh. Nhưng mà có những người tạo ác nghiệp, cho nên không phải dễ dàng sau 49 ngày là thác sanh liền, đầu thai liền, mà giật giờ giật dưỡng ở cảnh giới này, cảnh giới khác. Nhưng đa phần, tất cả những vong linh chưa siêu thoát đều mang một cái nghiệp, đó là ái nghiệp. Họ luôn bám theo người thân, họ quanh quẩn theo người thân của mình. Thì ở trong tử thư nói rất là rõ, tức là tử thư của Tây Tạng, với lại ở trong kinh Đức Phật cũng nói rất là rõ, là chúng ta sanh ra trong cõi đời này là bị ái dục nó chi phối, rồi mình mới kết thân làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm anh em, làm con cái. Nó có cái tình thâm với nhau, cho nên tới khi nhắm mắt xuôi tay vẫn bám theo những mối quan hệ chồng, vợ, anh em, con cái đó. Không có đi được đâu, không có siêu thoát được. Cho nên họ cứ quanh quẩn theo mình. Chính vì lẽ đó, khi chúng ta phát thiện tâm, chúng ta tu tập bằng cách ăn chay hay niệm Phật hay là trì giới, bố thí, thì những vong linh đó sẽ phát tâm theo chúng ta. Họ bắt chước. Điều này rất là quan trọng. Và khi họ bắt chước, họ phát tâm theo mình, thì họ mới là cái người chuyển được cái nghiệp của họ. Đó mới bảo đảm họ thoát khỏi cảnh giới tối tăm. Quý vị biết có cái gia đình đó đi tới chùa nhờ chùa thầy làm lễ cúng dường trai tăng cầu siêu cho ông cha. 22 năm chết chưa siêu thoát. Đi ngang phòng vẫn thấy ổng ngồi không đó. Cái phòng của ổng không có ai mà dám đụng tới, để nguyên đồ đạc gì đó. Đi ngang nhìn vô thấy ổng ngồi. Hoặc giả là ở trong phòng ngủ đó thấy ổng đi ngang. Thì mới hỏi tại sao mà ổng không siêu thoát, ổng cũng hiền lành. Tại vì ổng chết bất đắc kỳ tử, ổng bị trúng gió rồi ổng chết. Mà khi ổng chết á, là ổng còn nhiều điều ổng chưa có làm được. Mà ổng thương con thương cái lắm. Hỏi thăm ra mới biết là ở nhà quá thương ổng, cho nên ngày nào cũng bới chén cơm, ba ơi về ăn cơm với con. Rảnh ghê, ngày nào cũng rủ ổng về ăn cơm hết. Ổng đâu có đi được. Quý vị biết, cái tâm luyến ái làm cho cái thần thức của người mới chết không đi được, cứ quanh quẩn, cứ bám theo ở trong đó. Làm sao mà siêu thoát được? Trong khi Đức Phật dạy rất là rõ, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Tức là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân là Bồ Tát đó, Đức Phật dạy rất là rõ. Thế gian là vô thường, cõi nước ở là tạm bợ, thân tứ đại này là không bền chắc, ngũ quẩn đều là không. Thì chết rồi giống như bỏ rách để mang một đôi dép mới, chứ không có gì hết. Đằng này mình kêu gào rồi mình thương tiếc thì chắc chắn thần thức của những người đó sẽ không bao giờ chịu đi, mà cứ quanh quẩn xung quanh người thân của mình, bám theo những cái tình cảm, những cái mối tương giao trong xã hội đó, nhất là đối với vợ chồng. Thương nhau mấy mươi năm, ngọt bùi cay đắng gì cũng chia sẻ, làm sao mà cắt đứt được liền. Nó lúc Đức Phật còn tại thế, thì khi Đức Phật đi ngang cái ngôi làng đó thì có một cái đám tang. Tới nơi thì thấy người vợ,
Người vợ khóc lóc thảm thiết ôm xác của người chồng mới tắt thở chết. 20 năm chung sống biết bao nhiêu nghĩa tình. Khi nghèo hèn cho tới lúc giàu có, họ đều hết lòng chia sẻ với nhau. Cho nên người vợ cảm thấy cô đơn, cảm thấy mất nơi nương tựa, ôm xác của người chồng khóc. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đi tới, thì cái cô vợ đó vẫn ôm xác người chồng khóc, khóc thảm thiết. Đức Thế Tôn mới nói là người chết không bao giờ sống lại. Nếu mà luyến ái nhiều như vậy thì sẽ khổ đau nhiều. Thì cái cô này cũng mới nạt, cũng mới nói là ông nói tầm bậy. Người ta sống với nhau có nghĩa có tình, cho nên chết bảo không cho khóc, không cho thương. Đức Phật mới nói là thương thì vẫn phải thương, nhưng mà khóc như thế chỉ gây thêm đau khổ cho người đã chết. Tại vì cái ông này ổng chưa có đi được, do cô luyến ái nhiều quá, cho nên ổng, thần thức của ổng đi vào trong cái lỗ mũi của cô. Khi cô cúi xuống, cô ôm, cô hôn cái xác chồng, ổng đầu thai vào làm một con sâu ở trong cái lỗ mũi của cô. Thì lúc đó cô ngứa cái lỗ mũi lắm. Khi cô cúi hôn là cô cảm thấy ngứa lỗ mũi. Thì Đức Phật nói không tin thì khịch ra đi. Thì cổ nhảy mũi cô khịch ra thì một con sâu nó văng ra. Thì cái con sâu đó nó hung dữ lắm. Tại vì nó muốn bám víu lấy người vợ, không muốn xa cách. Mà Đức Phật nói như thế là chia cách rồi, cho nên con sâu đó nó tấn công Đức Phật, nó phóng tới. Thì Đức Phật mới nói là đã do ái nghiệp mà trầm luân, bây giờ lại tiếp tục trầm luân, thì biết chừng nào mới ra khỏi tử sanh, khổ đau biết bao giờ mới chấm dứt. Khi Đức Phật nói tới đó thì con sâu nó nằm lại và nó chết. Thì người vợ mới tin. Cái nghiệp ái của cái người mới chết đó, luôn quanh quẩn với người thân của mình. Nào vợ, nào chồng, nào mẹ, nào cha, nào con, nào cháu, rồi nào là điền sản, gia tài. Không có bỏ được, không có bỏ đi được. Chính những cái dây ràng buộc bởi ái nghiệp đó khiến cho thần thức của người mới chết không thể đi được. Cho nên ở trong kinh nói là trong suốt 8 tiếng đồng hồ sau khi người đó trút hơi thở cuối cùng, cả gia đình phải giữ yên lặng, thanh tịnh, không xúc chạm tới thân khiến cho người đó đau để họ khởi tâm sân si. Không nên khóc lóc, bi lụy, làm cho người đó đắm nhiễm vào và không có đi được. Có cái bác đó ở gần chùa thầy hồi xưa, thầy mới xuất gia đó. Quý vị biết á, bà nằm ở trên một giường bệnh này 12, 13 năm không chết. Mà tới gần chết đó, bà kêu con bà đem chén kiểu tới cho bà rờ. Hồi xưa mà nhà ai có chén kiểu nhiều là nhà giàu, cho mình ăn chén đá thấy mồ phải không? Chén đá mà còn chén mẻ nữa, chén sành á. Bà kêu tới rờ, cho bà rờ có mấy tô, mấy chén, mấy dĩa. Bà rờ xong bà kêu đem vàng ra cho bà rờ. Bà đếm mấy khoen mà không biết đồ thiệt, đồ giả, bà đâu có thấy đường. Mấy thầy đi tới thăm bệnh, rồi xong bà trút hơi thở bà chết. Cho bà rờ chén kiểu rồi cái bà chết liền. Thì chắc chắn bà đi theo mấy cái chén kiểu thôi. Cái thần thức nó luyến ái cái nào là nó sẽ đi theo cái đó. Chính vì lẽ đó mà khi chúng ta phát tâm tu tập, khởi lên thiện nghiệp, thì những vong hồn chưa siêu thoát trong thân bằng quyến thuộc, cửu quyền thất tổ, gần nhất là cha mẹ của mình, nếu họ ở cạnh mình, họ sẽ cảm nhận được và họ phát tâm. Họ phát tâm tu tập. Khó lắm, họ không tu tập đâu. Họ phản kháng, họ phản ứng rất là mạnh. Họ không dễ gì họ phát tâm tu tập đâu. Vì cái ái nghiệp của họ nặng. Mình đây nè, mình còn sống nhãn nhãn đây nè. Nhiều khi ở trong nhà đó, chồng tu chứ chưa chắc gì bà vợ tu, phải không? Còn ở trong đây thầy nghĩ có người cũng trốn chồng đi chùa đó, chưa chắc gì ông chồng cho đi chùa đâu, phải không quý cô? Cái luyến ái nó lớn vậy đó. Quý vị thấy mấy mươi năm làm sao siêu thoát. Thì thầy mới, cái bác đó mới mời thầy đi tới nhà là đám dỗ. Đám dỗ ở nhà thì cũng nói nào ngay cũng tiện là thầy đi giảng gần đó, cho nên thầy ghé thầy thắp nhang. Mà quý vị biết thầy vừa vô cái mệt quá, thầy ngồi trên cái bộ dáng gõ dáng xưa đó, thầy mới vừa ngồi xuống sao tự nhiên nó ớn lạnh cái xương sống này.
Thầy tưởng là đi xa bị trúng gió, trúng nắng gì. Nó mệt thầy đi rửa mặt cái đứng lên cái hết. Tới chừng hỏi ra thì mới biết là cái giường đó đó là của bà mẹ nằm bệnh đó mười mấy năm mới chết. Bà nằm ở trên đó đó. Bà nằm trên cái giường đó đó. Mà bà chối lại là chết đó là phải lấy cái bộ dáng đó là phải làm hòm cho ông bà. Bà mới chịu. Bộ dáng gõ đó mua hòm gì bà không chịu. Bà nói bộ dáng gõ đó là của ông cố bà để lại. Để lại cho ông nội. Rồi ông nội để lại cho ba bà để lại cho bà là tại bà là con gái út cho nên bây giờ phải chôn bà bằng cái bộ đó. Chết, không siêu thoát mà đi theo mấy bộ dáng đó. Cho nên khi mình ngồi xuống đó thì sự phản kháng của tâm linh, bà tưởng đó là mình giành chỗ của bà cho nên bà đẩy mình ra. Cho nên quý vị lưu ý nha, mai mốt mà đi chỗ nào lạ lạ xa xa đó mình vô cái mình làm bầm chút. Tôi mới tới đây, tôi tin đó hồi đó tôi tới đây có một chút công chuyện gì gì đó. Tôi không cố ý xâm phạm gì của ai. Thành ra các vị khuất mặt khuất mày thương tình, đừng đụng tới tôi. Đụng tới tôi rồi sẽ biết tay. Mình hâm lại mấy con ma chứ. Chứ đâu nó ăn hiếp mình là sao. Quý vị thấy thầy hung dữ không? Ma mà thầy còn không tha, đừng nói chi ai. Thật ra là như vậy. Cái thế giới tâm linh, những người chưa siêu thoát, họ hung ăn lắm. Và họ tham chấp lắm. Họ sợ mình lấn chiếm tài sản của họ, tranh chỗ ở của họ, cho nên họ phản ứng rất là mạnh. Chúng ta cứ tới nói một tiếng thì sẽ không có chuyện gì. Mình chỉ cần nói một phút mà nói ở trong tâm thôi, họ cũng cảm nhận được. Điều này để cho quý vị biết được rằng con người trước khi chết mà luyến ái sẽ không siêu thoát. Và cái tâm luyến ái đó giữ họ lại. Chính vì lẽ đó mà chúng ta là diện mối quan hệ chính, là đối tượng để cho những vong linh trong quyến thuộc của mình luyến ái. Mình tu tập thì những vong linh đó sẽ phát tâm tu tập. Khi họ phát tâm tu tập thì họ mới được siêu thoát. Nhưng tại làm sao mà vào ngày rằm tháng 7 xá tội vong nhân lại dính tới Phật giáo? Ở đây xin phép được thưa với lại quý vị cho rõ một điều, là ngày tự tứ của chư tăng ở Ấn Độ lúc Đức Phật còn tại thế không trùng vào ngày rằm tháng 7. Không phải là ngày rằm tháng 7, chắc chắn là như vậy. Nhưng tại sao chúng ta lại làm vào ngày rằm tháng 7? Mình đã thông suốt rồi, tức là ngày chư tăng tự tứ đó là ngày đó mình cúng dường bố thí mới có công đức, thì cái công đức đó mới hồi hướng cho người thân đã mất của mình. Và người thân đã mất của mình do ái nghiệp bám theo mình, thấy mình tu tạo thì người thân đó cũng tu tạo mới hết nghiệp. Nhưng mà tại làm sao tự tứ vào tháng 7? Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải hiểu. Ở Ấn Độ một năm có 3 mùa chứ không giống như chúng ta 4 mùa. Phật giáo Việt Nam hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi dòng Phật giáo du nhập của Trung Hoa. Tức là từ Ấn Độ truyền qua Tây Tạng, qua Trung Hoa rồi mới tới Việt Nam, Cao Ly, Nhật Bản. Thì cái dòng mà truyền theo phương Bắc gọi là Bắc Tông. Làm tự tứ vào ngày rằm tháng 7. Còn một dòng Phật giáo thứ hai du nhập vào Việt Nam là truyền qua Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Indonesia, Campuchia rồi vào Việt Nam. Dòng truyền theo phương Nam thì gọi là Nam Tông. Giữ theo truyền thống của Phật còn tại thế. Trung Hoa có 4 mùa, miền Bắc Việt Nam cũng 4 mùa nhưng miền Nam chỉ 2 mùa. Còn Ấn Độ có 3 mùa, mùa xuân, mùa hạ và mùa đông, không có mùa thu. Một mùa ở Ấn Độ có đến 4 tháng. Cho nên mùa hạ ở bên Ấn Độ là bắt đầu từ tháng 5 cho tới tháng 9. Thì những ngày tháng đó chư tăng tập trung ở một chỗ để tránh đi ra ngoài dẫm đạp côn trùng. Do mùa hạ mưa nhiều và đất Ấn Độ nó sinh sôi nảy nở nhiều côn trùng lắm, bước đi sẽ đạp chết. Cho nên hạn chế nghiệp sát, chư tăng ở một chỗ để tịnh tu. Cho nên sau ngày mãn hạ, ngày tự tứ thì nó không rơi vào rằm tháng 7, phải không? Nó khoảng tháng 9. Bây giờ miền Bắc vẫn có truyền thống là hậu an cư là tới tháng 9 đó. Nhưng mà tại sao khi qua Trung Quốc thì ngày tự tứ lại dời vào ngày rằm tháng 7? Ở đây nó có một điều nhỏ chúng ta cần phải hiểu, là ở Trung Quốc mỗi một năm có 3 lễ hội lớn, đó là rằm Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Tức là rằm tháng Giêng,
rằm tháng 7 và rằm tháng 10. Nhưng đặc biệt rằm tháng 7 là một cái ngày rằm quan trọng đối với văn hóa tín ngưỡng của người dân Trung Hoa. Tháng Giêng là mùa xuân. Mà mùa xuân thì hình như trong miền Nam mình chưa có nhận được sắc xuân. Ra miền Bắc chúng ta thấy là sau một mùa đông giá rét, bắt đầu cây nó rụng hết lá rồi nó ra chồi, nó nảy lọc. Cho nên có chuyện hái lọc đầu xuân đó, rồi đơm hoa. Cho nên mùa xuân là đẹp lắm. Người ta mang cả những ước mơ của mình gửi gắm vào đất trời, gửi gắm vào thần linh. Cho nên ngày xuân là ngày người ta trảy hội, ngày vui mừng và ngày cầu nguyện để mong cho thành đạt, cho yên ổn. Ngày đó là ngày rằm tháng Giêng, ngày thượng quân đó là ngày vui chơi thôi. Chủ yếu là như vậy. Nhưng mà tới Trung Nguyên, tức là ngày rằm tháng 7, quý vị biết đó là tiết mùa thu. Mùa thu lá rụng, kèm theo những cơn mưa dầm sùi sụp, lạnh buốt cả xương khô của cõi âm. Ở miền Nam mình thì mưa rất lớn, nhưng có thể mưa 1-2 tiếng đồng hồ là ngưng. Ít khi mưa một ngày. Quý vị ra miền Trung đi, có lần thầy ra miền Trung, thầy có công chuyện ngoài đó, mưa 2 tuần lễ. 2 tuần lễ không thấy ánh nắng mặt trời, mà mưa nó tới mặt đất mà nó đóng rông đóng rêu. Mình kêu là mưa mà tới thúi đất á. Quý vị nghĩ đi, cái cảnh mà trời suốt ngày nó u ám không thấy mặt trời, lá rụng, gió thổi lạnh thốc vào người mình, tự nhiên mình cảm nhận rằng có những nấm mồ hoang du hẻo lánh, không người nhang khói thì khổ đau biết chừng nào. Tại vì người Trung Hoa theo phong tục thổ táng, chết là chôn, chôn dưới đất gọi là thổ táng. Còn ở Ấn Độ là có thủy táng, có hỏa táng và có điểu táng. Thủy táng tức là chết rồi bó lại dục xuống sông. Đặc biệt lắm nha. Họ cho rằng một đời người mà tắm sông Hằng một lần là được sanh lên cõi trời. Quan điểm này có trước cả khi Đức Phật ra đời. Vì họ cho rằng sông Hằng đã phát xuất từ hồ A Nậu, rất là một cái hồ linh thiêng trên núi tuyết ở rặng Himalaya. Cho nên trong đời ai mà được tắm sông Hằng một lần, dòng sông linh thiêng đó, sẽ được sanh lên cõi trời. Và không có gì hạnh phúc chắc chắn bằng khi chết được quăng xác xuống dưới sông Hằng. Cho nên con gà chết họ cũng quăng xuống sông, mà con trâu chết họ cũng quăng xuống sông. Họ không có ăn thịt. Người chết cũng quăng xuống sông. Thầy đi qua Ấn Độ thầy thấy đó, xác chết trôi lình bình. Đi ra sông Hằng để cầu nguyện đó, các giáo phái họ cầu nguyện. Xác chết trôi cách mình 5 thước thì ghê lắm. Quả nó bu lại nó mổ, thịt nó ra nó ăn. Đó. Rồi mấy thầy, mấy Phật tử mới rủ thầy thọt tay xuống nước để mà phát cái nước đó. Nước linh thiêng mà nước nó độc, đục ngầu đỏ lờm. Thầy nó thọt xuống thành Phật, thầy thọt liền. Còn không thành Phật thì never. Quý vị dám thọt không? Cái xác chết kế bên dám thọt tay xuống không? Vậy. Rồi còn điểu táng tức là chết á, đem bỏ xác vô trong rừng cho chim ăn, hoặc là chặt khúc ra cho chim ăn như Tây Tạng. Cho nên ở Ấn Độ không có mồ, không có mồ mả. Mà qua Trung Quốc thì cái văn hóa của người Trung Quốc, Việt Nam chúng ta ảnh hưởng đó là thổ táng là chết là phải chôn. Mà hồi xưa làm gì mà có xi măng, có đồ để mà chôn cái mộ cho cao, chỉ có xếp đá lại, tấn lại để cho làm dấu thôi. Thì những cái mồ hoang mã lạc, ai là người hương khói chăm sóc vào tiết tháng 7? Tháng 7 mùa thu lá rụng vàng, ấy mùa báo hiếu lễ du lan, bâng khuâng nhớ mẹ sầu ly cách, thổn thức tim con suối lệ tràn. Quý vị cứ nhìn cảnh mưa mà mưa dầm suốt ngày này qua ngày khác, cả một tuần lễ. Những ngôi mộ đó lá phủ đầy, không nhang, không khói, không người qua lại. Mộ bia ngã sập xuống, quý vị thấy đau lòng không? Thấy buồn không? Cho nên từ chỗ đó văn hóa của người Trung Hoa vào tháng 7 mưa dầm sùi sụp đó là tháng của cõi hồn âm. Của những người cõi âm, người ta giật giờ giật dưỡng, người ta tìm muốn có một nơi nương tựa và cầu mong người dương thế cứu giúp. Cho nên Việt Nam, ảnh hưởng văn hóa của người Trung Hoa, đến tháng 7 là tháng của cõi âm, tháng của cô hồn, tháng mà chúng ta nên thương tưởng nhớ về những người đã khuất.
Cho nên bắt đầu tháng 7 là mình chuẩn bị đồ đi bố thí, rồi ở nhà cúng cô hồn, rồi mua vàng bạc, mua đồ để đốt cho mấy người đó, phải không? Có phải không? Nhưng bây giờ thầy hỏi quý vị nè, quý vị có tin chắc rằng người thân của mình ở với cảnh giới đó không? Có chắc không? Không chắc. Vậy mà cứ mua vàng bạc đốt, giấy tiền vàng bạc. Thầy thấy có cái gia đình nó mua 20 triệu tiền giấy vàng bạc, mua tùm lum hết đốt. Thầy tới thầy cúng, thầy thấy hỏi ôi luôn. Chùa thầy là hiếm khi đi cúng lắm nha. Tới 49 ngày mời cúng ở một cái chùa đó, cúng trai tăng, thấy mấy thầy mới đi. Đi tới thầy thấy là chở cả một xe đồ vàng mã đi đốt, rồi mua thêm 5 lít xăng đốt nữa, tốn tiền xăng nữa, đốt nó không cháy. Thầy thấy đô la cọc cọc vậy, cả đống vậy. Thầy nói trời ơi, tiền này tiền giả mà, tiền giả mình xài đây mình còn bị bắt, huống chi mình gửi cho người thân mình, coi chừng ông bà bị bắt hết á, phải không? Mình gửi tiền giả cho ông bà xài là coi chừng bị bắt. Mà biết người ta xài tiền gì, biết với âm phủ xài tiền gì, biết không? Không biết. Vậy mà cũng cứ đốt, đốt kiểu đó rất là nguy hiểm. Mà thầy có một cái thắc mắc, không hiểu tại sao ông bà mình lúc còn sanh tiền đành rằng là có khi là gây tội, gây nghiệp, nhưng mà hễ chết cái là mình đè đầu ông bà mình xuống địa ngục hết, phải không? Cho nên hễ chết cái đốt vàng mã gửi cho ông bà, hỏi gửi đâu? Gửi xuống dưới, không biết dưới nào. Quý vị nghĩ coi gửi xuống dưới nào? Ở đây có ai từng đốt vàng bạc chưa? Im lặng là biết chắc chắn 100% có rồi, phải không? Chẳng những có mà bây giờ cũng còn có. Có người gật đầu thú tội trước bình minh. Tại sao mình phải cho cha mẹ ông bà mình đi xuống dưới đó, xuống cảnh giới tối tăm mà mình không cho đi lên? Tại sao mình không cho lên, mình cứ đè xuống thôi? Miệng thì chúng ta tụng kinh là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cổ Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu, tức là mong sanh về ao sen chính phẩm, hoa sen, tất cả Bồ Tát Bất Thối là bạn. Miệng thì cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ của mình được lên, mà tiếp tục đốt vàng bạc để đè đầu mấy ông mấy bà xuống dưới địa ngục. Có mâu thuẫn không? Quá mâu thuẫn. Dưới quan điểm Phật giáo, việc làm đó hoàn toàn không đúng chánh pháp, không lợi ích gì hết, thậm chí còn tốn tiền nữa. Quý vị biết bên Đài Loan đó nha, thầy đi qua Đài Loan thầy thấy đó, là bên đó là cấm đốt với tiền vàng bạc, cấm xả với tiền vàng bạc ra ngoài đường. Hễ mà bị xả ra là phạt mấy ngàn đô la. Vậy mà vẫn phải trải tiền vàng bạc khi mà đưa đám tang. Tại đưa tiền đó tiền bãi lộ cho cô hồn dọc đường, nó có tiền nó xài, nó không bắt, nó không đánh người chết, phải không? Có phải vậy không? Mình quan điểm vậy đó, để cho đi suôn sẻ, không thôi nó làm khó làm dễ. Trời ơi, cô hồn nào mà nó rảnh dữ vậy? Cái tín ngưỡng dân gian khó bỏ lắm. Họ chấp nhận đóng phạt, chứ họ không chịu bỏ đi cái tục lệ đó. Nhưng dưới tinh thần của Phật giáo, hoàn toàn cái chuyện đó chúng ta làm không đúng. Cha mẹ của mình đã chết, cha mẹ của đời này, cha mẹ của bảy đời quá khứ, gọi chung là của quyền thất tổ. Chúng ta hiểu rằng này, lúc còn sanh tiền có khi tạo nhiều nghiệp chướng. Thì bây giờ mình cứu giúp họ bằng cách mình tạo nghiệp thiện để hồi hướng công đức đó cho những người thân quá cố, thì người thân quá cố nương cái phước lực đó mới có thể sanh về cảnh giới an nhàn. Chúng ta tạo phước bằng cách ăn chay, bố thí, cúng chùa, in kinh, tạo tượng, giữ giới, niệm Phật, ngồi thiền, vân vân. Tất cả những điều đó với cả tấm lòng thành kính tha thiết hướng về người thân quá cố của mình, những người đó đều hưởng được. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nói 7 phần công đức chúng ta tạo thì mình được hưởng 6 phần và người thân quá cố được hưởng 1 phần. Đó là đúng chánh pháp. Cho nên tháng 7 mưa nó nhiều như vậy, chúng ta nhìn những ngôi mồ hoang lạc, chúng ta thương xót, chúng ta thấu hiểu được cái cảnh giới của những người đó, họ khổ vô cùng, không nơi nương tựa, không người cứu giúp.
thì chúng ta nên tạo cho họ có một chỗ nương tựa. Chính vì ngày đó gọi là ngày xá tội vong nhân. Ở đây thầy xin phép được nói thêm một điều, tại sao ngày đó được gọi là ngày xá tội vong nhân và chúng ta tập trung về để cúng cô hồn? Tại vì đó là ngày tự tứ, trên tinh thần của Phật giáo gọi là Phật Hoan Hỷ Nhật, tức là ngày chư Phật hoan hỷ. Ngày tự tứ là ngày chư Phật hoan hỷ, vì ngày đó là ngày chư tăng vui vẻ cầu người khác chỉ lỗi, cho nên tâm đó tâm rất hoan hỷ. Người chỉ lỗi cũng hoan hỷ và người được chỉ lỗi cũng hoan hỷ. Vì sao? Vì người được chỉ lỗi đó là tha thiết cầu mong người kia chỉ lỗi cho mình, cho nên ai cũng hoan hỷ. Và ngày đó mười phương chư Phật đều hoan hỷ. Chính vì ngày mà chư Phật hoan hỷ, chư tăng hoan hỷ và Phật tử chúng ta, tâm của ai cũng hoan hỷ, cho nên chúng ta tu tập sẽ có nhiều công đức lành. Và vong nhân cũng hoan hỷ từ cái tâm hoan hỷ của người còn đang sống. Mình giận là họ giận, mình tức là họ tức, mình buồn là họ buồn, mình vui là họ vui theo. Tất cả những người chết đó do sợi dây ái nghiệp, họ bám theo người thân, cho nên người thân khởi tâm niệm như thế nào, người chết sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm niệm đó, hoàn toàn không có gì thay đổi. Cho nên vào ngày mà mọi người hoan hỷ thì chúng ta phải khởi tâm hoan hỷ. Hoan hỷ ở đây là hoan hỷ với tất cả những điều mà người thân của chúng ta làm cho chúng ta đau buồn. Chứ không phải là ngày Phật hoan hỷ rồi chúng ta đi chùa, chúng ta lại Phật, rồi chúng ta cúng dường, chúng ta bố thí, rồi về nhà rồi chúng ta gây gỗ với chồng, chúng ta mắng chửi con cháu là không có được. Cái đó không thể gọi là ngày hoan hỷ. Quan trọng là chúng ta phải hoan hỷ với chính những người thân của mình. Đó gọi là xá tội. Điều này khó lắm, nhưng chúng ta phải cố gắng làm cho được. Vì chúng ta xá tội cho người thân của mình thì chúng ta mới có được cái tâm hoan hỷ. Thông thường thì chúng ta hay bực tức, chúng ta hay giận hờn, và chúng ta hay có những cái sự uất hận khi người thân của mình đối xử bạc bẽo với mình. Mình trách móc, tại sao tôi tốt với ông mà ông sống với tôi tệ bạc như vậy? Tại sao tôi sống hết nghĩa hết tình với bà mà bà lại thay thuyền đổi bến? Tại sao ba mẹ đối xử với con tốt như vậy mà con lại trở thành đứa con bất nghĩa, bất nhân? Những ý niệm quán trách đó sẽ làm cho tâm của chúng ta gom lại, chỉ còn lại ý niệm của ngã chấp, không thể nào hoan hỷ được. Cho nên chúng ta hoan hỷ với người khác không phải là chúng ta bắt than cho người đó tiếp tục gây ra những tội lỗi nghiệp chướng, mà là để cho cõi lòng của chúng ta thanh thản, không còn ngã chấp, lòng chúng ta thanh thản, đó gọi là xá tội. Quý vị không ấm ức, chỉ có một cách duy nhất là khi mình thông cảm với người khác, chúng ta phải suy nghĩ một điều là mình vẫn có lỗi lầm, và biết đâu ai đó đang thông cảm với những lỗi lầm của mình. Chỉ có cách đó chúng ta đối diện với người thân từng làm mình đau khổ, mình mới không bị khổ đau. Chứ còn không chúng ta ấm ức hoài. Cho nên có người mới nói đó, tôi là phải sống là tôi để bụng, chết tôi đem theo. Mấy mươi năm còn nhớ mà, nhớ đủ thứ chuyện trên đời hết. Bây giờ kể không, tôi kể cho nghe chuyện đời xưa. Mấy bác là kể giỏi lắm, có nhân chứng, có vật chứng nữa. Thì mấy chục năm mà nhớ Phật vậy giải thoát lâu rồi, phải không? Toàn là niệm hận, niệm thù, niệm buồn, niệm ghét, thậm chí niệm ghen nữa. Bữa hôm có cái bà đó, bà tới chùa thầy, bà nói con buồn lắm thầy, ổng như vậy đó thầy, mà ổng còn có bạn gái. Rồi cái bà giận, bà đi nhà khác ở với đứa con, mà bà là 70 tuổi, ổng 72 tuổi. Thầy nói trời ơi, già sắp xuống lỗ, có bạn gái gì? Bà nói con nói thiệt á thầy, con không có nói dối đâu. Ổng đi tập thể dục rồi, ổng quen, nó mới có 40 mấy tuổi à. Rồi ổng hẹn với nó, đó, con thấy trong điện thoại nè. Rồi thầy mới hỏi rồi bác làm sao? Bà nói ơi, ai rước đi rước, con già cả rồi. Nói hay lắm, nhưng mà tự nhiên xách gói đi về nhà đứa con gái ở. Già rồi còn ghen, thầy nói lo niệm Phật đi bà ơi, ở đó mà bà niệm ghen nữa bà chết á. Ổng chối, ổng nói đâu có, thì đi tập thể dục buổi sáng thì bạn bè vui đi rủ uống cà phê vậy thôi chứ có gì đâu.
Vậy mà bà nghe, bà cứ chì chiết, bà hỏi nó là ai, nó ở đâu, ông cho tôi biết tên đi, tôi tới nhà tôi gặp coi, tôi nhìn coi nó đẹp tới cỡ nào. Rõ ràng cái tâm niệm đó là tâm niệm ghen. Ghen cho nên mới ganh tị, mới so sánh có ai già hơn ai, ai đẹp hơn ai, phải không? Thầy nói thôi bác ơi, rảnh ra đi niệm Phật đi, chứ đi kiếm nhà người đó làm chi, đi coi làm gì, lỡ người ta đẹp hơn rồi làm sao. Nói giấu đầu lòi đuôi, lòi ra một hơi cũng ghen. Đó là tâm lý chung của con người. Khi chúng ta sống bằng tham chấp, bằng ái dục thì không thể nào hoan hỷ được. Mà không hoan hỷ, lòng chúng ta không thanh thản. Lòng không thanh thản, chúng ta làm cái gì cũng không bao giờ có công đức tròn đầy. Tâm thanh thản, chúng ta tạo công đức thì công đức đó nó mới tròn. Tâm thanh thản, chúng ta tạo phước thì phước đó nó mới viên mãn. Cho nên ngài Phật hoan hỷ là ngài mà chúng ta sống với lại Đức Phật tự tâm của mình, để chúng ta hoan hỷ với tất cả người thân của mình. Bây giờ thầy hỏi quý vị, ngày mùng 1 chúng ta dám gây lộn không? Dám không? Không. Tại vì mình quan niệm mùng 1 mà gây lộn là suốt năm chúng ta gây lộn hoài. Cho nên ngày đó tức gần chết, chứ nghiến răng ngày mai mày biết tay tao. Thầy nhớ hồi nhỏ, hồi nhỏ trong nhà thầy đông người lắm. Bà ngoại thầy ở, rồi ba má thầy, rồi anh chị em ở chung ở nhà thầy 20 mấy 30 người. Rồi ngày mùng 1 có nhiều khi cũng lời vô tiếng ra, nói tới nó lui cái bà ngoại nói: tụi bay không biết kiêng nể gì hết, thể mùng 1 mà gây gỗ là cả năm gây gỗ nghe bay. Thầy nhớ hoài, quan niệm người xưa là như vậy đó. Cho nên nó mới có cái chuyện là ngày mùng 1 mà ăn chay là bằng ăn chay cả năm, phải không? Cho nên hồi nhỏ thầy cũng ráng ăn chay ngày mùng 1 để cả năm khỏi ăn chay. Vì sao? Dân gian hay lắm, vì ngày đó là ngày hoan hỷ. Tâm chúng ta không chấp, mà tâm không còn ngã chấp, tâm đó là tâm của Phật. Mà tâm đó là tâm của Phật có nghĩa là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh có nghĩa là chúng ta đang giảng sanh ở cảnh giới cực lạc. Cảnh giới cực lạc là tịnh độ. Tâm tịnh tức là chúng ta tương ưng với tịnh độ. Cho nên ngài Phật quan hỷ là ngài chúng ta sống với Đức Phật tự tâm của mình. Chúng ta hằng sống với sự hoan hỷ, sự tha thứ, sự bao dung. Như vậy mới gọi là xá tội vong nhân. Thầy theo quý vị, có phải đợi tới ngày rằm tháng 7 mới xá tội vong nhân không? Có không? Không. Trên tinh thần của Phật giáo, ngày nào cũng có thể là ngày xá tội vong nhân, nếu chúng ta biết giữ tâm hoan hỷ và tâm thanh tịnh. Tha hồ chúng ta làm đủ thứ chuyện, trời ơi đã khởi, cái tới ngày rằm tháng 7 cái đi chùa thắp nhang, rồi khấn Phật cầu cho cha mẹ, rồi xong. Phải không? Báo hiếu rồi đó, đền đáp rồi đó, xong rồi buông ra giữ như quỷ. Thì làm sao xá tội vong nhân được, bước ra cổng chùa là gặp ai muốn xử nấy rồi, là cái như là tiêu rồi, phải không? Thưa cùng tất cả đại chúng, tháng 7 đến, thực ra đây là một truyền thống của Phật giáo Việt Nam, hoàn toàn ảnh hưởng bởi nền văn hóa của người Trung Hoa. Cho nên chúng ta muốn làm một cái điều gì đó đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, như là đi chùa lễ Phật nè, rồi chúng ta bố thí nè, rồi chúng ta cúng cho những vong linh chưa siêu thoát. Tất cả những điều đó chúng ta nghĩ rằng mình có thể đền đáp được công ơn của cha mẹ. Nhưng chúng ta quên một điều: để cứu giúp được cha mẹ, đền đáp ơn cha mẹ, chúng ta phải phát tâm hoan hỷ. Vì ngày đó là ngày Phật hoan hỷ, chính vì lẽ đó mới có thể gọi là xá tội vong nhân. Thưa cùng đại chúng, ở đây ý thầy muốn nói một điều cuối cùng. Xá tội vong nhân là tha thứ tội lỗi cho những người đã khuất. Thứ nhất, chúng ta phải khởi tâm từ bi. Mình phải thương xót những người ở cảnh giới tối tăm đau khổ. Tại vì có những người đang ở cảnh giới đó không phải là quyến thuộc của mình, không phải là thân bằng quyến thuộc của mình. Nhưng mà tại sao mình thương? Vì mình biết được một điều, đó là họ với mình có mối quan hệ quyến thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp, luân hồi sanh tử mà.
Khi thì chúng ta làm ông bà cha mẹ, lúc thì làm con cái. Khi thì chúng ta làm quan quyền, lúc chúng ta làm tôi tớ. Trong kinh Phạm Võng Bồ Tát giới nói rồi, tất cả nam thân là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta, ta đều thác sanh từ nơi đó. Cho nên chúng ta phải khởi tâm từ bi, thương xót những vong hồn chưa siêu thoát mà chúng ta tu tập. Thứ hai, mối quan hệ gần gũi nhất đó là cha mẹ của mình đã khuất, chúng ta phải nhớ ơn. Chúng ta phải nhớ tới cái ơn của cha mẹ đã nuôi chúng ta, đã sanh chúng ta ra. Bây giờ chúng ta sanh con, chúng ta nuôi con lớn rồi, con mình bắt đầu phản bội lại mình, bắt đầu chống đối lại mình. Mình thương cha mẹ, mình nhớ ơn cha mẹ thì thường đã muộn màng. Ở đời ai cũng có lần làm cha mẹ mới biết ơn sanh thành. Khi chúng ta biết được công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ thì thường chúng ta không còn có cơ hội để đền đáp. Cha mẹ quá giảng, chúng ta phải nhớ ơn đó và mong tìm cách đền đáp bằng cách là tu tạo công đức tác phước điền, bằng tâm thanh tịnh, tâm hoan hỷ để hồi hướng công đức cho cha mẹ của mình, cha mẹ đời này hoặc là cha mẹ nhiều đời quá giảng. Cái đó gọi là xá tội vong nhân. Trong cuộc sống thực tế, chúng ta phải biết sống bao dung, biết sống tha thứ và biết sống khoan hỷ. Nếu quý vị biết sống khoan hỷ, tha thứ và bao dung như vậy, quý vị đang sống đời sống của người Phật tử chân chánh. Tâm chúng ta không rời ý niệm tuệ giác thì đó chính gọi là niệm Phật. Tại thấy có cái cô đó, cô nói con bực mình lắm thầy, ở nhà con thì lu bu, tới 9 giờ con mới tụng kinh mới niệm Phật được. Một thời khóa của con là 2 tiếng đồng hồ, tới 11 giờ mà y như rằng một tháng hết 25 ngày. Chồng con 10 giờ rưỡi là ổng về là ổng xỉn, con tức gì đâu là tức. Tới lúc con niệm Phật á, mấy đứa con nó ngủ hết rồi là con phải mở cửa. Mà thầy nghĩ coi, con mở cửa ổng mới chịu vô, còn không mở cửa ổng vô. Mà con đang tu đó, thầy hỏi làm sao. Thầy nói cứ tu bình thường, cứ mở cửa đi ra mở cửa cho ổng với cái tâm quan hỷ. Mà nói trời đất ơi thầy, nửa đêm mà ổng đi xỉn về bực bội lắm mà là con đang niệm Phật nữa. Thầy thử nghĩ coi sao, thời quá gian vậy. Thầy nói thì cứ đi ra, vừa đi vừa niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm bình thường, mở cửa ra, ông mới về hả? Đó. Mình hoan hỷ, vậy mới gọi là niệm Phật. Bà nói trời ơi, con nói thiệt với thầy, con tức dữ lắm đó thầy. Bà mở cửa ra, cũng niệm, nó mua như là Phật. Bà nghiến răng kiểu đó, Phật cũng chết, đừng nói chi ông chồng. Thầy nói chứng tỏ là tu dởm rồi. Tu bằng tâm hoan hỷ, bằng tâm tha thứ, tâm bao dung. Đó chính gọi là người tu tập. Nếu như chúng ta ngày nào cũng làm như thế thì công đức mình có được, phước báo mình có được, hồi hướng cho người thân của mình, người thân mình sẽ nhận được công đức phước báo đó mà sanh về cảnh giới an nhàn. Như vậy ngày nào cũng có thể gọi là xá tội vong nhân. Nhưng có xá tội được vong nhân hay không, hoàn toàn nhờ công đức tu tập của chúng ta, là những người con mang nặng nghĩa ân của hai đấng sanh thành đang còn ở lại trên miền dương thế. Thầy hy vọng rằng tất cả chúng ta ai cũng lớn lên từ tình yêu thương của cha mẹ thì nên xót xa đáy lòng của mình, nhớ về công đức đó mà cố gắng tu nhân tích đức để hồi hướng công đức cho cha mẹ của mình, ngõ hầu cha mẹ của mình ngậm cười ở cảnh giới nào đó. Nếu làm được như vậy thì mỗi người sẽ là một đóa sen tươi thắm dâng lên cúng dường tôn giả Mục Kiền Liên nhân mùa báo hiếu. Vâng, xin tạm biệt tất cả quý vị. Xin chúc tất cả những người cha, những người mẹ luôn sống hạnh phúc an lạc trong tình yêu thương và lòng hiếu thảo của con cái mình. Xin tạm biệt tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt cho ban tổ chức cũng như toàn thể đạo tràng chùa Trúc Lâm, thành tâm cảm niệm tri ân đại đức giảng sư, vì đàn hậu học, vì hàng nam nữ Phật tử đã tuyên thuyết những lời Đức Phật đã truyền dạy hơn 25 thế kỷ trôi qua. Và chúng con xin nguyện hồng ân mười phương chư Phật gia hộ cho đại đức được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, để làm bóng cây đại thọ dìu dắt và che chở cho tất cả đàn hậu học chúng con trên lộ trình
tu tâm giải thoát. Vậy vào giờ phút này kính cung thỉnh đại đức cùng toàn thể đạo tràng hồi hướng bế mạc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa quý Phật tử cùng chư thiện hữu tri thức gần xa, ngôn ngữ chỉ là phương tiện, tự thân không thể nào chuyển tải hết được lẽ màu của đạo. Phận hậu học, chúng con tự xét thấy phước mỏng nghiệp dày, không thể cán đáng được Phật sự trọng đại này. Xin được bày tỏ chút tâm nguyện, mong chư Tôn Đức cùng tất cả chư Phật tử lắng lòng nghe tiếng nói từ trái tim của người học Phật. Thảm bên tai một tiếng chài kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Bao độ xuôi ngược kiếp phù sinh mộng ảo, lòng như trút hết mọi ưu phiền. Khi chợt đâu đó bên tai ngân nga tiếng chuông thiền, viện chuyên tu hiện diện trong đời thường, vẫn không ngoài tâm nguyện khua vang tiếng chuông, xua tan niềm tục lụy cho khách hồng trần hữu duyên với Phật môn. Kính bạch quý thầy, kính thưa cùng quý vị, kể từ ngày viện chuyên tu nơi thánh địa Đại Tòng Lâm dời về làng Vạn Hạnh, tính đến nay đã tròn 11 năm, và mất đi 5 năm ròng rã với bao tâm hạnh công sức của tăng chúng và tài sản của Phật tử khắp nơi, chúng con chúng tôi mới ổn định trong xây dựng và sinh hoạt. Từ đó, sư ông và các thầy yên tâm tổ chức đạo tràng huân tu cho Phật tử tu tập mỗi tháng một ngày. Phật tử về tham gia tu học ngày càng đông, trung bình mỗi tháng 1.200 người, và những dịp lễ lớn thì có đến 10.000 người chen chúc trong khuôn viên chưa đến 4.000 mét vuông. Nhọc nhằn trước áp lực của cảnh chật người đông, chúng tôi vẫn không dám nghĩ gì hơn. Năng vật chất thiền môn thì có hạn, trong khi đời sống của Phật tử mình vẫn còn nhiều khó khăn khốn đốn. Lòng cứ ngỡ thầy trò cùng an bần thủ đạo, sống khép mình trong khuôn phép nhà thiền, mà đọc kinh niệm Phật lúc hôm sớm, hay quán duyên sinh khi ngắm mưa bay lá đổ bên thềm. Nào có ngờ đâu, cảnh vô thường tan thương biến đổi, kiếp nhân sinh còn mất đã thay dòng. Viện chuyên tu của chúng con thật sự lâm vào cảnh khốn cùng. Lòng mọi người trĩu nặng khi nhận tin bị giải tỏa để quy hoạch. Rồi ngày mai này đây, mọi Phật sự và thời khóa tu tập của 30 tăng sĩ tại viện có thể tạm thời gác lại để chờ thiện duyên mới cũng đành. Nhưng phước duyên tu học của hàng vạn lượt người gần xa vừa chập chững bước vào nẻo đạo, lẽ nào cũng phải cam đành thuận theo vô thường mà khép lại hay sao? Ngẫm nghĩ bao điều, tâm thật không an. Sau bao nhiêu đắn đo cùng với sự tìm kiếm, chúng con mạo muội đảnh lễ sư ông viện chủ và chư tôn đức trưởng lão để bày tỏ tâm nguyện của mình là muốn kiến tạo một viện chuyên tu ở khu vực
rộng 28.000 m², tọa lạc tại xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, mong muốn làm chỗ tu học cho tăng chúng cùng Phật tử và được sự chấp nhận của quý ngài. Thuận duyên đã gặp, nhưng trước mắt vẫn còn đó một con đường thênh thang như vô định cho Phật sự trọng đại này. Người cửa thiền thanh đạm như chúng con, tương dưa đạm bạc đôi bữa, thật sự làm sao dám ngông nghênh thách đố trước cuồng phong tạo hóa thời vận. Phật sự lớn xây chùa mới nhất định không thể lấy tâm nguyện tiền của và công sức của vài người mà có được. Trước tam bảo oai hùng, tăng chúng viện chuyên tu của chúng con đã nhất tâm hứa nguyện, mong có được sự trợ duyên của chư tôn thiện đức tăng ni cùng với thiện nam tín nữ Phật tử gần xa trong Phật sự di dời và xây dựng viện chuyên tu này. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, một viên gạch nhỏ tuy là vật vô dụng nằm trong xó bếp, nhưng nhiều viên gạch sẽ gắn kết thành tòa Phật điện trang nghiêm. Duyên thù thắng đã có được từ nhiều tấm lòng hướng về tam bảo. Phật sự lớn này chỉ có thể thành tựu viên mãn từ sự hợp sức đồng lòng của tất cả chúng ta. Chúng con hoàn toàn không ngại khó nhọc, chỉ mong được đón nhận sự đồng cảm, chia sẻ và ủng hộ của chư tôn đức cùng quý thiện hữu tri thức Phật tử xa gần. Vì một ngôi chùa được dựng lên cũng đồng nghĩa với một cánh cửa ngục tù khổ đau được khép lại, và cõi ta bà có thêm nhiều chủng tử bồ đề được ươm mầm, đưa giáo lý từ bi của đạo Phật lan tỏa khắp mọi nhà. Chúng con kính mong thay, mong quý ngài cùng Phật tử lượng thứ cho đôi lời mạo muội này.